Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Đã khá lâu rồi, kênh chưa lên video về chủ đề Garo. Nhân dịp chuỗi phim có thông báo về một phần phim mới được dự kiến ra mắt vào năm sau, Garo Hagane no Sugumono, tạm dịch là Người kế thừa thiết giáp. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đánh giá về phần phim ra mắt liền kề ngay trước đó trong giai đoạn dịch Covid vẫn còn đang hoành hành, đó là Garo vs Road. Một phần phim Garo rất khác biệt và độc lạ. Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ta cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên sẽ là một vài thông tin cơ bản của bộ phim. Garo vs Road là phần phim kỷ niệm 15 năm thương hiệu phim Garo, là một mini TV series với tổng thời lượng là 12 tập, phát sóng vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, giám chế bởi Kiyotaka Ninomiya, đạo diễn bởi Shinya Ayabe, Jiro Nagae, Katsura Taguchi, biên kịch bởi Yoshihisa Era, Masashi Haramatsu, Kiyoto Wada và Hiroki Uchida, phát sóng đồng loạt trên rất nhiều kênh truyền hình khác nhau của Nhật Bản. Phim lấy đề tài sinh tồn và VRverse làm nguồn cảm hứng chính. Do ở thời điểm đó khi dịch Covid đang hoành hành, thì việc kết nối online trên môi trường kỹ thuật số, thế giới ảo trở thành xu thế. Thời điểm từ năm 2017 đến năm 2021 cũng là thời kỳ vàng son của thể loại game Battle Royale sau sự bùng nổ của tựa game Player Unknown's Battleground, hay gọi tắt là PUBG. Có rất nhiều tựa game lẫn phim ảnh ra đời lấy chủ đề trò chơi sinh tồn. Với một dòng phim từng được cứu bởi game như Garo, thì Garo vs Road cũng chạy theo xu thế thịnh hành mà hút khách này. Giờ ta sẽ bước vào đánh giá cốt truyện của phim nhé. Lấy đề tài VRverse, sinh tồn thực tế ảo, phim đưa ta tới bối cảnh một thế giới hiện đại, nơi 100 thường dân được phát cho cặp kính VR bí ẩn, tham gia vào một giải đấu sinh tồn để tìm ra người sống sót sau cùng. Với giải thưởng được chào mời chính là Hoàng Kim Giáp Garo thất truyền, lâu nay không có người sở hữu. Nhẹ dạ cả tin cho rằng đây là một trò chơi giải trí, tiêu khiển, rất nhiều người đã phải bỏ mạng ngay trong giải đấu. Sự thật trần trụi đã được phơi bày trước mắt người chơi và cả khán giả. 100 người họ phải làm mọi cách để tàn sát, triệt hạ lẫn nhau nhằm giữ tính mạng cho bản thân, tiến sâu vào những vòng trong và trở thành kẻ sống sót sau cùng. Thông qua cuộc chiến tàn khốc này, toàn bộ những dã tâm, ầm ngã, mặt tối và những gì thối tha, bẩn thỉu nhất bên trong bản chất con người sẽ được phơi bày. Không dừng lại ở đó, ngồi phía sau thao túng và quản lý giải đấu là thế lực đang nhăm nhe muốn kiểm soát và lợi dụng Hoàng Kim Giáp Garo, biến sinh mạng người vô tội trở thành bàn đạp cho dã tâm của riêng họ. Nhân vật trung tâm của bộ phim là Kuon Sena, một chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết, có trái tim nhân ái, cùng kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Ngoài ra là một vài người chơi nổi bật khác như Hoshiai Shori, Amo Yunosuke, Kanata Dai, Nagumo Taisuke, Kozuki Takane và Hyuga Ren. Những con người nổi bật cả về thực lực lẫn dã tâm, tham vọng, tiến rất sâu vào giải đấu của Versus Road. Để nhận xét về mặt ưu điểm, 12 tập phim Garo vs Road đem cho ta một giải đấu sinh tồn Battle Royale khá ly kỳ, cuốn hút. Vốn chủ đề này đã luôn có sức hút nhất định trong lòng khán giả. Nay qua lăng kính trần trụi, u tối, phơi bày bản chất con người của dòng phim Garo, ta lại càng được thỏa mãn nhiều hơn. Có thể nói, đây là một trong những phần phim Garo có góc khai thác chân thực, trần trụi và trực diện nhất về những mặt thối giữa, xấu xa bên trong nhân cách con người. Bởi khi bị dồn đến đường cùng, giữa làn danh mong manh của sự sống và cái chết, con người sẽ làm mọi cách để trà đạp, vùi dập người khác, hòng giữ lấy tính mạng cho mình. Chính bởi vậy, không một nhân vật nào trong phần phim này là hoàn hảo, là toàn thiện. Họ đều có âm ngã, có những toan tính, ích kỷ cho riêng mình. Đó cũng là lý do khiến họ trở nên rất con người, rất chân thực và dễ đồng cảm. Để rồi khi bất kỳ một ai trong tuyến nhân vật trung tâm ngã xuống, thậm chí là cả tên tử tù, sát nhân hàng loạt như Hyuga Ren, ta cũng dễ dàng cảm thấy xót xa cho số phận nghiệt ngã của họ. Việc áp dụng yếu tố VRverse rất thức thời trong giai đoạn đại dịch cũng là cách thông minh để tối giản hóa công đoạn sản xuất, song vẫn đem lại sự tò mò, phấn khích cho người xem. Nói đi thì phải nói lại, Versus Road tuy là một phần phim sinh tồn rất hay, nhưng lại là một phần phim Garo rất tệ và mất chất. Không ngoa khi nói, gần như mọi khái niệm nền móng, mọi quy luật đã xây dựng suốt 15 năm trước đó của dòng phim Garo bị phủi sạch hoàn toàn trong Versus Road. Đơn giản nhất có thể kể đến là quy chế lựa chọn Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Phần lớn trong vũ trụ Garo, Hoàng Kim Giáp luôn là danh xưng cao quý nhất, chỉ dành cho những kỵ sĩ toàn thiện, toàn năng, ngày đêm luyện tập gian khổ, rèn rũa cả về thể chất và ý chí mới có thể sở hữu được bộ giáp này. Quy trình huấn luyện, cạnh tranh để đạt được nó cũng rất khốc liệt, song lại vô cùng nhân văn khi luôn hướng các học viên tới sự đoàn kết, thiện tâm, tránh xa cám dỗ, ầm ngã, đố kỵ, hùng tợn, vân vân. Thế nhưng trong Versus Road, cả ở thời quá khứ lẫn hiện đại, những cá nhân buộc phải tàn sát, lấy mạng nhau để trở thành người sống sót sau cùng, hòng kiểm soát bộ giáp Garo. Điều này khiến cho công việc đào tạo ma giới kỵ sĩ trở nên bẩn thỉu, xấu xa, cũng khiến cho Hoàng Kim Giáp lẫy lừng trở thành một hình tượng méo mó, lệch lạc.
khi mà anh em, bạn bè sẵn sàng phản bội, chém giết nhau chỉ để giành quyền kế thừa. Sự nhất quán hiếm hoi mà phim có được so với các phần phim Garo trước là việc Hoàng Kim Giáp vẫn có chi giác để nhận diện người xứng đáng, người có ít sự vẩn đục trong nhân cách và lối sống. Trước giờ, Garo luôn đi đầu trong câu khẩu hiệu "Yet by the blade of knights, mankind was given hope", cắt nghĩa ra là thanh gươm của kỵ sĩ đã đem hy vọng tới cho nhân loại. Nhưng hy vọng chính là yếu tố mong manh và mơ hồ nhất trong Versus Road, khi 100 người chơi bị thế lực phản diện và cái ác tuyệt đối thao túng, gần như không có lối thoát, buộc phải tàn sát lẫn nhau để sinh tồn. Hình tượng ma giới giáp vì vậy cũng trở nên méo mó đi nhiều phần, khi trở thành vật chứa âm ngã thoát ra từ người chơi, đồng thời là đích đến mơ hồ nhất mà họ buộc phải theo đuổi nếu không muốn bỏ mạng. Thậm chí, người xứng đáng kế thừa bộ giáp này, Kuon Sena, còn chối bỏ nó ngay sau một lần sử dụng. Tất cả khiến cho những gì tinh túy và cao đẹp nhất của Hoàng Kim Giáp Garo, của sứ mệnh trở thành ma giới kỵ sĩ, bỗng chốc thật tầm thường, đầy cám dỗ, bi ai. Thêm nữa là việc phim gần như chỉ mượn một vài khái niệm, thuật ngữ của dòng phim Garo làm nguồn cảm hứng cho một phim sinh tồn thuần túy, ví dụ như ma giới, horror, âm ngã, Hoàng Kim kỵ sĩ, hắc ám kỵ sĩ, lửa ma đạo cụ. Trừ những khái niệm cao hơn, tiêu biểu hơn như hội đồng ma giới, anh linh, ma đạo mã, ma đạo luân, ma cụ, ma bào, ma đạo cọ, sở phiên khuyển, vân vân, đều không được đề cập hoặc đề cập rất mơ hồ trong series này. Đặc biệt phải nói, mãi tới tập cuối cùng của bộ phim, ta mới được thấy Hoàng Kim Giáp Garo chính thức xuất trận, tiêu diệt âm ngã. Còn lại, Hoàng Kim Giáp chỉ đóng vai trò như một NPC trong game, xuất hiện tiêu diệt horror còn sót lại sau khi màn chơi đã hoàn thành. Những tập phim trước đó chỉ là cuộc đấu sinh tồn giữa những người trần mắt thịt mang nhiều âm ngã. Thậm chí ngay cả khi về cuối, Hoàng Kim Giáp vẫn vô chủ và thế lực phản diện cao nhất của phim vẫn sống tốt, sống khỏe, như lời bỏ ngỏ trong một phần phim nối tiếp, không biết khi nào sẽ thành hiện thực. Nếu ta nói Garo, người soi sáng bóng đêm là phần phim cách tân, đổi mới của vũ trụ Garo, như việc loại bỏ câu ten, bỏ đồng hồ đếm giờ 99,9 giây cho thời gian mặc giáp, không còn trạng thái tâm diệt thù thân, các tu sĩ chiến đấu với đa dạng các loại vũ khí hơn, thì ngược lại, Garo vs. Road là phần phim Garo mất chất, phá bỏ mọi quy luật, nguyên tắc của loạt phim, gần như thoát ly hoàn toàn khỏi chuỗi phim. Đúng như lời nhà sản xuất nói là đập đi xây lại toàn bộ, nhưng lần này là làm cho thế giới trong phim trở nên tầm thường. Quả thực quá là khôi hài cho một phần phim mang cái mác kỷ niệm 15 năm thương hiệu dòng phim Garo. Chính bởi sự mất chất nghiêm trọng này, Garo vs. Road trở thành một trong những phần phim đáng quên nhất của vũ trụ phim Garo, khi nó thất bại cả về mặt truyền thông lẫn doanh số, gián tiếp đưa thương hiệu phim Garo ngủ đông hơn 3 năm trời sau đại dịch. Tiếp đến, ta sẽ nhận xét về phần nhân vật của phim. Vì phim có khá nhiều nhân vật trung tâm tham gia, nên để tránh dài dòng, mình sẽ chia thành hai tuyến nhân vật để phân tích, đó là tuyến người chơi và tuyến ban tổ chức. Bên tuyến người chơi, đầu tiên là nhân vật chính Kuon Sena, chàng trai trẻ với tinh thần chính nghĩa, đạo đức cao, sở hữu kỹ năng chiến đấu thượng thừa, không thua kém bất kỳ người chơi nào tham gia, nhưng tính tình lại hòa nhã, nhu nhược, tìm mọi cách né tránh những cuộc đụng độ không đáng có. Tham gia giải đấu cùng người bạn thân của mình là Hoshiai. Ban đầu, Kuon đứng ra làm người bảo vệ cho cậu bạn yếu ớt của mình. Xong, anh lại bị thế lực tà ác trong phim gieo rắc những mối nghi kỵ, khiến anh quay sang ngờ vực chính người bạn ấy. Điều này phần nào dẫn tới sự ra đi của Hoshiai trong phần phim, trở thành nỗi dằn vặt lớn đeo bám Kuon tới mãi sau này, khiến cho cậu phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua và hạ quyết tâm trở thành người sống sót sau cùng, chấm dứt trò chơi vô nghĩa này. Điều buồn cười ở chỗ, tuy cậu muốn kết thúc cuộc chơi, nhưng cuối phim lại để cho bộ giáp Garo vô chủ, đồng nghĩa với việc sẽ lại có một cuộc chiến khác xảy ra để chọn chủ mới cho Garo. Kuon là nhân vật khá thụ động, nhu nhược hay do dự, ít nhiều gây khó chịu cho khán giả xem phim. Song phần nào, cậu là người sở hữu lập trường ổn định, khi cố gắng hướng cái tâm tới điều tốt đẹp, không trở thành con tốt thí cho dã tâm của kẻ khác. Đặc biệt, cậu là một trong những người hiếm hoi từ bỏ Hoàng Kim Giáp Garo cũng như danh xưng Hoàng Kim kỵ sĩ lẫy lừng để sống tiếp với những tội lỗi phải mang theo, thay vì làm người hùng bảo vệ lấy hy vọng cho kẻ khác. Bởi phần nào, cậu đã quá hoài nghi và mất niềm tin vào thứ gọi là hy vọng hay Hoàng Kim Giáp Garo. Kế đến là Hoshiai Shori, người bạn nhút nhát, yếu ớt đã đồng hành cùng Kuon từ thời thơ ấu, đồng thời cũng là kim chỉ nam, là la bàn đạo đức cho Kuon. Hoshiai sống không có tương lai, thường xuyên bỏ học để đi chơi điện tử. Đây có lẽ là niềm đam mê lớn nhất đời cậu. Đó cũng là lý do mà cậu ngay lập tức tham gia giải đấu Versus Road ngay sau khi nhận được cặp kính VR. Một easter egg nhỏ nhỏ, game mà Hoshiai chơi ở tập 1 của phim là Hoàng Kim Kỵ Sĩ Garo, được phát hành trên hệ máy PlayStation 2, với nhân vật chính là Saejima Koga. Hoshiai tham gia Versus Road đơn thuần chỉ vì sự tò mò,
chứ không có dã tâm hay mưu cầu gì trong cuộc chơi cả. Nhất là khi biết được chiến thắng phải đổi bằng sinh mạng của những kẻ khác. Hoshiai chấp nhận bỏ mạng khá sớm để nhường cơ hội đi tiếp cho cậu bạn thân Kuon và những người có dã tâm, tham vọng lớn hơn. Sự ra đi của Hoshiai vừa là cú sốc tinh thần đầy nghiệt ngã cho Kuon, vừa là dấu mốc giúp Kuon nhìn nhận lại bản thân, khát vọng của chính mình mà nghiêm túc hơn cho cuộc chiến khốc liệt này. Tiếp theo là Amo Ryunosuke, chủ quán bar Meteo, là nhân tố máu mặt trong thế giới ngầm, bạn thời thơ ấu cũng như kỳ phùng địch thủ của Kanata Dai. Amo là nhân tố nổi bật với lập trường cực kỳ vững vàng và kỹ năng chiến đấu ở mức thượng thừa, có thể nói là ngang cơ, thậm chí nhỉnh hơn so với Kuon và Kanata. Song, Amo muốn sống một cuộc đời bình yên, thầm lặng, ít thị phi, mâu thuẫn băng đảng nên đã chọn mở quán bar để kinh doanh. Anh có một người bạn tâm giao là chú chó cưng Kotera. Không chỉ sở hữu lập trường vững vàng, không muốn trở thành quân cờ cho kẻ khác lợi dụng, Amo còn là người có cái tôi và lòng kiêu hãnh rất cao. Về mạch cuối trong phim, anh như người thầy dẫn dắt cho Kuon đi đúng hướng trong cuộc chơi này. Khác biệt lớn nhất giữa anh và Kuon là anh không bao giờ áy náy hay do dự, luôn hết mình với cuộc chiến, không ngần ngại xuống tay với bất kỳ đối thủ nào. Hơn hết, anh không đổ lỗi cho ngoại cảnh, luôn dốc lòng đấu tranh về số phận. Điều này khiến Amo trở thành một trong những nhân vật thú vị nhất của cả bộ phim. Có thể nói, xét về cả tố chất lẫn nhân phẩm, nhân vật này xứng đáng kế thừa hoàng kim giáp Garo hơn Kuon. Nhắc đến Amo thì không thể quên người bạn thân của anh, Kanata Dai. Tuy là bạn thời thơ ấu, song đồng thời cũng là kỳ phùng địch thủ. Giữa Kanata và Amo được xây dựng mối quan hệ bạn thù khá khăng khít, luôn muốn so tài trong các cuộc tỉ thí để cùng thúc đẩy nhau trở nên mạnh hơn. Đặc biệt, Kanata và Amo trong những hoàn cảnh bắt buộc trở thành cặp chiến đấu vô cùng ăn ý, không ngán bất kỳ đối thủ nào. Ngoại trừ tên tử tù Hyuga, vì hai anh này có hợp sức với nhau đi nữa thì vẫn bị hắn bón hành cho như con. Chung quy vẫn là tại vấn đề kỹ năng. Song khác với Amo luôn suy nghĩ thấu đáo và có lập trường vững vàng, Kanata bị ám ảnh bởi quyền lực và sức mạnh, luôn cắm đầu lao vào cuộc chiến mà không suy tính trước sau. Điều này dẫn tới nhiều kết cục bi đát cho anh sau này. Tiếp đến là Nagumo Taisuke, một KOL có tiếng tham gia vào giải đấu Versus Road. Ban đầu, nhận chỉ thị từ cấp trên, anh cùng họ tham gia vào giải đấu nhằm livestream vé màn sự thật đằng sau những vụ mất tích kỳ lạ xảy ra khắp Nhật Bản tới từ những người chơi bị bại trận trong giải đấu. Song, Nagumo cũng có tham vọng và dạ tâm cho riêng mình. Anh thèm khát theo đuổi hào quang, địa vị, không muốn làm tay sai cho kẻ khác. Ngay đầu giải đấu, Nagumo đã tìm cách mưu sát người quản lý của mình. Sau đó, Nagumo tiếp tục điều tra, khai thác thông tin về giải đấu và dần tiến sâu hơn vào vòng bán kết. Nhưng chính vì bản tính tò mò, tọc mạch của mình, anh bị thế lực tà ác tuyệt đối nhắm tới để trừng phạt và lại kết cục cực kỳ bi thảm. Tiếp theo, một nhân vật tuy bề nổi, một chiều nhưng lại khá thú vị và có điểm nhấn là tên tử tù, sát nhân hàng loạt Hyuga Ren. Tên này lập dị, quái gở và cuồng sát, không mưu cầu điều gì hơn ngoài việc tước đi sinh mạng của kẻ khác. Sở hữu kỹ năng chiến đấu điêu luyện tới khủng khiếp, cùng bản tính ngang tàng, hùng tợn, tàn nhẫn, hắn không ngần ngại ra tay với bất kỳ đối thủ nào theo những cách man dợ và độc ác nhất. Sử dụng vũ khí chiến đấu chính là một con dao gấp, Hyuga trở thành nhân tố đáng sợ bậc nhất trên chiến trường khi có thể dễ dàng một mình cân cả Amo và Kanata mà vẫn trên cơ. Cuối cùng là một nhân vật lệch lạc, méo mó bậc nhất của phim, cũng là người tạo được ấn tượng sâu đậm nhất đối với mình, đó là Kozuki Takane, một người mẫu phi giới tính. Ban đầu, cậu là trợ lý bán quần áo và người mẫu ảnh tạp chí thời trang. Tên thật của cậu là Takeshi, một cậu nhóc có tuổi thơ không mấy êm đẹp khi sống trong sự bạo hành của mẹ và sự coi thường từ bạn bè xung quanh. Những tổn thương, những vết sẹo tâm lý dần hình thành nên nhân cách Kozuki Takane, một hình mẫu tự do, mạnh mẽ, cá tính mà Takeshi luôn theo đuổi. Song, nhân cách này lại rất cực đoan, máu lạnh và cuồng sát. Thở bé, cậu đã nhận tâm xuống tay với giáo viên và hai người bạn cùng lớp của mình. Khoác lên vẻ ngoài hòa nhã, thân thiện, yếu ớt, luôn đem theo mình một chú gấu bông được thêu vá tạm bợ. Không ai nghĩ Kozuki là một trong những nhân tố nguy hiểm và khó lường bậc nhất của giải đấu, vì cũng không ai đoán được cậu sẽ sống tới cuối phim cả. Cậu sẽ không từ thủ đoạn, mánh khóe bỉ ổi để dìm người khác xuống, hòng đạt được mục đích. Kozuki đặc biệt nguy hiểm mỗi khi mất bình tĩnh. Cậu phát sinh dấu hiệu hung hăng, mất kiểm soát hành vi, bộc phát cơn cuồng sát không thể ngăn cản. Lý do mình yêu thích nhân vật này là bởi sự phức tạp trong quá khứ, động cơ, hành vi và lối sống. Một nhân vật mang quá nhiều vết sẹo và tội lỗi trong quá khứ, cố gắng che đậy nó, khoác lên một vỏ bọc trong sáng để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn, song cũng không ngại sử dụng mưu hèn kế bẩn, bất chấp cả đạo đức để hoàn thành mục đích của bản thân, để tìm được chỗ đứng cho mình trong xã hội.
một nhân vật tuy thối tha về mặt nhân cách, nhưng lại cực kỳ dễ để ta đồng cảm. Một điểm nổi bật trong tuyến người chơi là mọi nhân vật chính đều tạo cảm giác họ đóng vai trò rất quan trọng, có khả năng làm những việc đại sự hoặc trở thành nhân tố thay đổi cục diện của phim, cùng nhau sống sót thoát khỏi trò chơi này. Nên khi một nhân vật ngã xuống, cảm giác đầu tiên ập đến cho người xem chính là sự bất ngờ, bởi không ai nghĩ nhân vật đó sẽ mất mạng cả. Tiếp theo, ta bước tới tuyến ban tổ chức của phim. Đầu tiên là người hướng dẫn của giải đấu, Shuka, một ma đạo cụ dạng người, truyền lưu trữ thông tin, sở hữu trí tuệ nhân tạo, được Hagiri Shosetsu tạo ra để điều hành, hướng dẫn giải đấu vs Road, phổ biến luật chơi cho các ứng viên tham gia. Ban đầu, cô là một công cụ vô cảm, máu lạnh, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Nhưng sau một quá trình dài quan sát các ứng viên chiến đấu, lấy mạng lẫn nhau, Shuka dần nhận thức được về sự tàn khốc, vô nghĩa, bất nhân của giải đấu này và dần nảy sinh cảm xúc tiếc thương cho những nhân vật chính trong phim. Điều này tới từ khả năng tự thu thập thông tin và phân tích dữ liệu, học hỏi của AI. Sự biến chuyển dần trở nên giống người này của cô khiến cho Hagiri phật ý và lấy mạng cô ngay sau đó. Tiếp theo là Hagiri Shosetsu, phản diện chính của phần phim này. Kẻ khơi mào giải Versus Road để thu thập âm ngã từ người chơi, làm vật đục Hoàng Kim Giáp Garo và khai sinh ra hắc ám kỵ sĩ Veil, tạo vật hình thành tên Dark Metal thay vì Soul Metal như những bộ giáp khác trong ma giới. Nguồn cơn của kế hoạch này tới từ quá khứ của Hagiri khi là một trong 100 học viên được đào tạo khắc nghiệt để trở thành Hoàng Kim Kỵ sĩ Garo. Ông từng là người có cả kỹ năng chiến đấu tốt lẫn tấm lòng nhân hậu, cảm thông cho người khác, một nhân tố sáng giá để kế thừa Hoàng Kim Giáp lẫy lừng. Song, chính hội đồng ma giới đã ép ông phải xuống tay với bạn bè mình một cách tàn nhẫn, vô nghĩa, để rồi nhận lại là sự khước từ chính Hoàng Kim Giáp Garo do tâm hồn đã bị vẩn đục. Quá bất mãn, kèm theo việc được chiêm ngưỡng sức mạnh áp đảo tới đáng sợ của Dark Metal, Hagiri sau đó dành cả cuộc đời để tìm cách vượt qua Hoàng Kim Giáp Garo, thứ mà tuổi trẻ ông đã dốc lòng theo đuổi nhưng thất bại. Tuy có quá khứ và động cơ rất hay, Hagiri lại là kẻ phản diện tầm thường tới mức đáng thương. Cả đời ông làm công cụ cho kẻ khác thao túng, sống như một đứa trẻ hờn dỗi vì bị Hoàng Kim Giáp khước từ mà tìm mọi cách chối bỏ, vượt qua nó. Nhưng sâu trong tâm khảm vẫn luôn đau đáu muốn sở hữu Hoàng Kim Giáp Garo. Chính sự yếu ớt trong lập trường, sự non kém trong dã tâm khiến ông không để lại được ấn tượng gì nổi bật trong bộ phim cả, ngoài kỹ năng chiến đấu có thể nói là ao trình toàn bộ các nhân vật khác trong phim. Nhân vật để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất cho phe phản diện là Kado Azami, con gái của Hoàng Kim Kỵ sĩ tiền nhiệm và một ma giới tu sĩ của Hội đồng Ma giới. Cha của cô đã hy sinh để bảo vệ nhân loại khỏi thế lực horror trỗi dậy mạnh mẽ 500 năm một lần. Mẹ cô cũng đã mất ngay sau khi hạ sinh ra cô. Cô được ma giới tu sĩ Kado chăm sóc, dưỡng dục. Song, trong Azami trú ngụ phần linh hồn tà ác của thế lực horror hùng mạnh từng bị cha cô thanh tẩy, như một sự trả thù cho dòng dõi ma giới kỵ sĩ. Nhờ vậy, Azami sở hữu khả năng thiên bẩm trong việc nhận diện, kiểm soát và điều khiển năng lượng bóng tối cũng như Dark Metal, thứ kim loại chứa huyền thuật hắc ám, được cho là vượt trội hơn nhiều so với Soul Metal, nguyên liệu hình thành nên các ma giới giáp chính nghĩa. Vì là vật chứa cho ý niệm bóng tối trú ngụ, Kado Azami mang trong mình một cái ác thuần túy, chỉ muốn tiêu khiển với nhân loại để mua vui. Thậm chí ngay cả Hagiri Shosetsu hay Kuon Sena cũng chỉ là con tốt thí cho ả giải trí và vờn trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc đáng sợ nhất bộc lộ sức mạnh kinh hoàng của Azami là khi ả giúp sức cho Hagiri tiêu diệt toàn bộ hội đồng ma giới chỉ trong một cú quang kiếm, hay cách ả ta tàn phá Nagumo từ thân tàn ma dại chỉ vì dám tọc mạch bí mật của giải Versus Road. Nên tựu chung lại, tuy phản diện trung tâm của phim còn non kém và khờ khạo, thì kẻ đứng sau giật dây ông ta lại ấn tượng đến khó quên. Chỉ tiếc là hành trình của ả vẫn còn đang bỏ ngỏ và không biết liệu có thể tiếp diễn hay không khi Garo vs Road là cú flop thảm hại về mặt doanh số lẫn truyền thông. Tiếp đến, mình sẽ gộp chung đánh giá phần hình ảnh và âm thanh của phim. Về hình ảnh, như mình đã nói ở trên, đây là phim kinh phí thấp sản xuất trong giai đoạn đại dịch, nên bối cảnh set quay của Garo vs Road khá thu hẹp, kém đa dạng. Phần kỹ xảo trong phim cũng không có điểm gì nổi bật khi chủ yếu chỉ dùng để khắc họa phần tà khí thoát ra từ người chơi, một vài chiêu thức đặc biệt và tả model 3D cho bộ giáp Garo và Veil, thứ mà chỉ xuất hiện thoáng qua trong phim và chỉ có thời lượng lên hình nổi bật duy nhất trong tập cuối. Song bù lại, phim được chỉ đạo võ thuật vô cùng tuyệt vời. Tất cả nhân vật chính tham gia trong phim đều có những phân cảnh chiến đấu chuyên nghiệp tới không ngờ, kể cả những nhân vật vốn thiên về trí óc như Kozuki Takane hay Nagumo Taisuke. Còn những nhân vật vốn thiên về kỹ năng chiến đấu và sức mạnh như Kuon, Amo, Kanata, Hyuga thì phải nói là miễn bàn. Các cảnh chiến đấu của họ mãn nhãn và đẹp đến nao lòng, với động tác dứt khoát, linh hoạt, ra đòn rất mạnh mẽ, có lực, nhiều pha nhào lộn, quăng người, cùng với những góc máy, động tác máy linh hoạt. Khâu biên tập hiệu ứng cũng rất ổn,
tạo lực cho từng cú tung chiêu. Tất cả tạo nên bữa tiệc hành động thịnh soạn, mãn nhãn cho người xem. Về phần âm thanh, nhạc nền của phim không quá nổi bật, nhưng phần original soundtrack lại khá ổn, cả bài opening lẫn ending. Cá nhân mình rất thích bản ending vs Road Higen Jitsuteki Survivor do Jam Project thể hiện. Phần nhạc vẫn rất sôi động, hào hùng, nhưng không còn là ca khúc bi tráng ca ngợi hoàng kim kỵ sĩ nữa, mà như tiếng kêu ai oán cho những sinh mạng vô tội bị kéo vào cuộc chiến tàn khốc, vô nghĩa, không thể quay đầu. Ngoài việc mang danh một phần phim Garo mất chất, thì mọi yếu tố chất lượng khác dưới danh nghĩa một bộ phim Battle Royale đều được đảm bảo rất tốt. Phần phim này không có thông tin bên lề gì quá nổi bật. Đây là phim làm ra với một vài mục đích đơn giản như kỷ niệm 15 năm loạt phim, bắt chen TV series chủ đề sinh tồn đang rất thịnh hành thời điểm đó, cài cắm yếu tố VRverse đang là trào lưu trong mùa đại dịch. Nhìn chung, Versus Road đem tới cho khán giả một bộ phim Battle Royale rất hay, giàu cảm xúc, giàu tính chiêm nghiệm về nhân sinh, bản chất con người, khi là một trong những phim Garo khai thác tốt nhất sự xấu xa trong lòng dạ người trần mắt thịt qua lăng kính u tối và tiêu cực nhất có thể. Xong, nếu xét trên cương vị một bộ phim Garo, đây hoàn toàn là sự xấu hổ, là cú flop lớn của nhà Tohoku Shinsha, một nốt trầm đưa chuỗi phim Garo cũng như fan của dòng phim này xuống thẳng đáy xã hội trong hơn 3 năm dài. Theo chúng mình dự đoán, đây có lẽ là một sản phẩm thử nghiệm khác của bác Keita Amemiya, cha đẻ của loạt phim Garo. Thử nghiệm này là để xem liệu có thể tạo ra một hướng đi mới cho dòng phim hay không. Trước đây, bác cũng từng có một series thử nghiệm là Shogeki Goraigan, cũng từng là hy vọng của fan Garo nói riêng và fan Tokusatsu nói chung thời điểm đó. Nhưng đáng tiếc, dù là thử nghiệm hay không thì kết quả chúng ta cũng đã được thấy, một cú flop thảm hại gây thất vọng. Nhìn chung, đúng phim, sai vị trí là gói gọn lại tất cả những vấn đề của Garo vs Road. Bài review của nhóm chúng mình về bộ phim này sẽ kết thúc tại đây. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chiến đấu chỉ có thể hiểu nhau.